Thưa quý vị, rùa Hoàn Kiếm từ lâu đã trở thành một biểu tượng trong đời sống văn hóa, tâm linh của mỗi người dân Việt. Rùa Hoàn Kiếm cũng được biết đến là một trong những loài rùa quý hiếm nhất trên thế giới. Sau khi cá thể rùa Hoàn Kiếm tại Hồ Gươm cuối cùng chết vào năm 2016 và cá thể rùa cái ở vườn thú Tô Châu, Trung Quốc chết vào năm 2019, thế giới ghi nhận chính thức chỉ còn 3 cá thể thuộc giống loài rùa Hoàn Kiếm, gồm một cá thể rùa đực ở vườn thú Tô Châu, Trung Quốc, 2 cá thể ở Việt Nam, gồm một cá thể ở Hồ Xuân Khanh và một cá thể ở Hồ Đồng Mô, cùng ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Công tác tìm kiếm và bảo tồn loài rùa quý hiếm này lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phóng viên của VTC Now đã có mặt tại Hồ Đồng Mô thuộc thị xã Sơn Tây để có những trải nghiệm thực tế trong một buổi tìm kiếm rùa khổng lồ cùng các cán bộ thuộc chương trình bảo tồn rùa châu Á ATP. Vâng, thưa quý vị, việc công bố kết quả xét nghiệm gen rùa Đồng Mô có cùng gen với rùa Hoàn Kiếm vào năm 2020 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và to lớn. Và vào thời điểm đó thì đã có rất nhiều người hy vọng về việc mang đến cơ hội tái sinh cho loài rùa này trong thời gian không xa. Thế nhưng cho đến thời điểm này không có nhiều thông tin cập nhật cái hành trình tìm kiếm cũng như là bảo tồn loài rùa này. Và hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Tài Thắng, cán bộ quản lý dự án rùa châu Á, để có những cập nhật mới nhất liên quan đến hành trình tìm kiếm hậu duệ của cụ rùa Hồ Gươm. Em chào anh, là cảm ơn anh đã dành thời gian cho bọn em hôm nay có một buổi trải nghiệm để thực nghiệm trên Hồ Đồng Mô, những cái công việc mà các anh vẫn làm hàng ngày để đi tìm kiếm và bảo tồn loài rùa quý. Và em muốn hỏi anh một số những cái điều mà em vẫn thắc mắc từ trước đến nay. Từ năm 2010 nay mà anh đã chia sẻ là có thời gian mình biệt phái ở đây, đúng không ạ? Mình bị biệt phái ở đây từ năm 2010 đến 2014. Thực tế là đến 2016 cơ. Nhưng mà ở đây 4 năm thì với lần đầu tiên vào năm 2014 mình mới chụp được bức ảnh lần đầu tiên về cá thể rùa Hoàn Kiếm này ở trên cái hồ này. Thực tế là quan sát khá là nhiều đấy. Quan sát thấy thì khá là nhiều, nhưng mà đến 4 năm thì mới chụp được ảnh, mình mới tự tay chụp được một bức ảnh đầu tiên về cái cá thể rùa Hoàn Kiếm ở đây. Do thời kỳ đó sử dụng máy ảnh nó bé tẹo, nó không có chức năng zoom xa, với lại có thể là chưa có duyên chẳng hạn. Có những lần khủng hoảng vì đang ngủ nhà cứ tưởng mơ ngủ mình chụp bức ảnh ấy, vọc dậy mở máy tính lên mở mail để gửi ảnh cho sếp báo cáo là mình đã chụp ảnh rùa, nhưng thực tế là mơ ngủ. Lúc hóa ra là mơ ngủ. Cho đến thời điểm hiện nay thì mình chụp được rất nhiều. Do cái công tác nghiên cứu của mình diễn ra nó rất là nhiều năm đấy. Các anh em cán bộ của toàn bộ chương trình mình, mà các cán bộ 5 vùng ở đây này, họ thuộc từng thời điểm. Ví dụ như ở điều kiện thời tiết, ở mức nước như này là mình biết được con rùa nó sống ở đâu rồi. Mình dự đoán được cái con này nó sống ở đâu, nên khả năng quan sát thì nó là dễ dàng hơn rất nhiều. Vì cái hồ, bạn biết là cái hồ này rộng đến 1.400 hectare và rất nhiều ngách, rất nhiều đảo, đúng không? Như bên kia sang đây bị khuất này, bên kia bị khuất, mà mình di chuyển bằng thuyền ấy, đến nơi không may mình không biết được vùng chính xác ấy, thì việc xác định của nó quá khó khăn đi. Nhưng mà mình nghiên cứu quá nhiều năm mình thu thập ấy, mình biết được rằng thời điểm này thì nó hay ở đâu, mình đến sẵn đón lõng ở khu vực đó thì khả năng quan sát được là dễ dàng hơn. Sau nhiều năm tìm kiếm rùa Hồ Gươm khổng lồ dọc lưu vực sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Lô, đến năm 2004, các chuyên gia của chương trình bảo tồn rùa châu Á ATP đã phát hiện rùa trên Hồ Đồng Mô bằng phương pháp phỏng vấn các ngư dân địa phương. Hồ Đồng Mô là hồ nước cực lớn, rộng hơn 1.400 hectare, nằm lọt giữa dãy Ba Vì. Các cán bộ của chương trình bảo tồn rùa châu Á đã thực địa nhiều lần ở hồ nước này và cũng đã được nghe rất nhiều chuyện ly kỳ về rùa khổng lồ. Người dân ở đây kể lại rằng, vào những năm 1980 đến năm 1990, chuyện người dân bắt được rùa khổng lồ nhiều như cơm bữa. Vào năm 2008, một người dân ở Hồ Đồng Mô lại bắt được con rùa khổng lồ nặng tới 70 kg. Con rùa sau đó bị người dân giao bán. Các cán bộ bảo tồn phải mất 6 tiếng thương thuyết để giải cứu được rùa. Từ đây, cán bộ ATP thường xuyên tuần tra, theo dõi Hồ Đồng Mô. Bắt đầu chương trình bảo tồn rùa châu Á khi nghiên cứu cái loài rùa Hoàn Kiếm ở đầu tiên đó là khắp miền Bắc Việt Nam. Thì năm 2003 thì bắt đầu khi chúng tôi đến đây để nghiên cứu ấy, để phỏng vấn những người ngư dân, những người thường xuyên đánh cá và những người sống ở làng quanh cái hồ này. Thì thu thập được khá nhiều thông tin rằng họ nói rằng ở trên cái hồ này là có xuất hiện những cái cá thể rùa mai mềm có kích thước rất là lớn. với những cái đặc điểm mô tả giống hệt với cái loài rùa hoàn kiếm mà chúng tôi đang quan tâm nghiên cứu. Từ năm 2004 đến 2006 thì chúng tôi bắt đầu cử những cán bộ đầu tiên đây, tức là họ ăn ở tại đây và bắt đầu theo dõi đến tháng 7 năm 2006 thì lần đầu tiên một đồng chí của cơ quan tên là Nguyễn Xuân Thuận đã chụp được bức ảnh đầu tiên về một cá thể rùa mai mềm có kích thước lớn. Khi đó chụp được cái ảnh cái đầu, và khi so sánh những cái đặc điểm hình thái đó thì khẳng định nó giống với cái loài rùa hoàn kiếm. Và đến chúng tôi tiếp tục cái hoạt động nghiên cứu ở đây đến năm 2018 thì có một sự kiện đó là khi trận lũ lịch sử của Hà Nội đó, thì bờ đập chính của Hồ Đồng Mô ở đoạn đằng kia cách đây khoảng hơn 1 cây số ấy, là nó bị vỡ và một cá thể rùa đã xổng ra ngoài. Và sau khi đó thì cùng với các cơ quan chức năng, cán bộ chương trình này có vây bắt lại, nhưng không may nó lại không vào lưới của mình và nó lại vào lưới của một ngư dân người ta đang đánh cá ở bên dưới chỗ bên dưới cách đây khoảng gần chục cây số đó. Thì sau khi mình xác nhận được là cán bộ của mình biết được tin là phối hợp với các cơ quan chức năng rất phải thuyết phục rất là lâu để họ chuyển giao cái cá thể rùa đó thả lại ngay hồ trong ngày. Tuy nhiên đó cũng là một cơ hội để mà chúng tôi thu thập cái mẫu gen ấy, cái mẫu ADN của cái cá thể rùa sổng ra ngoài vào năm 2008 đó. Thì kết quả phân tích gen thì khẳng định rằng là cái loài rùa mà chúng tôi đang nghiên cứu đây trùng lặp với cái loài rùa hoàn kiếm mà cùng loài với rùa hoàn kiếm ở thời điểm đó. Và để tiếp tục duy trì cái hoạt động nghiên cứu thì ngoài cái hoạt động thu thập số liệu hàng ngày thì cán bộ chương trình bảo tồn rùa châu Á nó hàng ngày như anh Nguyễn Văn Trọng ở dưới kia sẽ là đi quan sát ở khắp mọi nơi, xem là ở đâu có xuất hiện những cái cá thể rùa để mình quay phim chụp ảnh, xác định nó lại và kết hợp với lại thu thập những cái thông tin về dữ liệu môi trường, ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm và vùng tọa độ khu vực nó nổi. Thì sau rất nhiều năm, gần 20 năm nghiên cứu, chúng tôi đã khoanh vùng được những cái khu vực mà con rùa nó sống, nó ở những cái thời điểm và mùa nào thì nó sống ở khu vực nào này, mùa nước lên bao nhiêu nó sống ở đâu và khoảng nhiệt độ bao nhiêu, thời tiết như nào thì thường hay nổi. Ngoài những cái hoạt động nghiên cứu về thu thập những cái dữ liệu về sinh thái môi trường như thế thì rồi cũng làm những cái hoạt động về nâng cao cái chất lượng môi trường, ví dụ như có phối hợp với lại Chi cục Thủy sản Hà Nội thả cá này, tái tạo nguồn lợi thủy sản này, phối hợp xây dựng những cái bành cỏ lổi ấy. Tức là ở cái loài rùa này thi thoảng nó sẽ lên những cái bành cỏ của ngư dân người ta dùng để khai thác cá thì nó lên nó phơi nắng, và mình cũng xác định là mình làm thêm 80 bành cỏ. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận được rằng là nó đã xuất hiện 7 trên 8 cái bành cỏ đó và thường xuyên quay được phim nó lên nằm ở trên đó để phơi nắng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được những cái cá thể có đặc điểm hình thái nó giống nhau và nó có kích thước khá là khác nhau, có cái trọng lượng khá là khác nhau đó. Và dựa trên những cái quay phim chụp ảnh của chúng tôi, tuy nhiên để khẳng định được rằng những cái cá thể mới đó có phải là rùa hoàn kiếm hay không thì cần phải chờ những cái công tác tiếp theo mà chúng tôi đang thực hiện, đó là khoanh vùng để bẫy bắt. Khi chúng bay bắt được rồi thì chúng ta sẽ xác định nó là thu thập mẫu gen để khẳng định một lần nữa những cá thể đó có phải là rùa hoàn kiếm hay không, những cá thể đó là giới tính đực hay là giới tính cái, và gắn chip vệ tinh để theo dõi tập tính của nó và phục vụ cho cái công tác sau này nếu như mình thành lập cái khu bảo tồn ở đây thì mình có thể bắt lại để đưa vào để ghép đôi sinh sản. Ngoài những cái hoạt động nghiên cứu về trực tiếp trên hồ như này, chúng tôi thực hiện rất nhiều những cái hoạt động về để nâng cao nhận thức cộng đồng ấy. Như chị có thể thấy trên kia, đầu tiên nó cái bảng truyền thông, ngoài ra trên đó có thông tin về các loài rùa này. Ngoài ra chúng tôi tổ chức họp, khi mới lên đây là tổ chức họp dân ở tất cả những người dân ở quanh hồ này. Những người ngư dân hàng năm họ đều tổ chức cái ký cam kết không sử dụng những cái phương thức săn bắt mà gây hại đến rùa chẳng hạn. Và họ hoàn toàn phối hợp khi họ cố gắng là bất kể khi nào mà họ nhìn thấy những cái cá thể rùa ở đâu mà xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào thì họ gọi điện cho cán bộ chúng tôi để biết, để mình biết được rằng ở đó có rùa nó đang ở đó, mình đến đó nghiên cứu. Ngoài ra những đối tượng như trẻ em, tất cả những cái trẻ em ở xung quanh hồ đây, từng hàng năm chúng tôi đều tổ chức những cái hoạt động nâng cao nhận thức ở trường học thông qua những cái hoạt động như giảng dạy trực tiếp này, mỗi lớp một tiết này. Ngoài ra còn có tổ chức những cái trò chơi, vẽ tranh, cuộc thi vẽ tranh về bảo tồn cái loài rùa, hay là đối với thanh niên thì chúng tôi tổ chức cái giải bóng đá bảo tồn rùa hoàn kiếm ở trên hồ này. Ngư dân thì có thể tổ chức cái giải đua thuyền, và trẻ em thì vào dịp trung thu thì thường tổ chức cái trung thu bảo tồn rùa Đồng Mô đối với những cái trẻ em ở quanh hồ đấy ạ. Và sau rất nhiều năm cố gắng hoạt động duy trì hơn 10 năm liên tục như thế thì gần như tất cả mọi người đều hiểu rằng cái loài rùa này là cái loài rùa cực kỳ nguy cấp, quý hiếm, và họ đều hết sức ủng hộ giúp đỡ cho chúng tôi trong công tác cái bảo tồn cái loài rùa này đấy. Vậy thì theo những ghi nhận mới nhất trong anh cũng vừa chia sẻ đó là bên mình vừa kết thúc đợt săn bắt để xác định rùa vào tháng 6 năm nay, thì những ghi nhận mới nhất của bên mình liên quan đến những thông tin về loài rùa này tại Hồ Đồng Mô thì anh có thể chia sẻ cái thông tin cụ thể được không ạ? Thì trong quá trình vây bắt nói chung là cái quá trình vây bắt thì nó kéo dài lắm. Bắt đầu từ năm 2020, chúng tôi có phối hợp với lại Chi cục Thủy sản Hà Nội và tổ chức bảo tồn động vật hoang dã WCS là tổ chức bẫy bắt để xác định xem là tại cái hồ này còn bao nhiêu cá thể, xác định giới tính của từng cá thể. Thì năm 2020 thì mới bắt được một cá thể 86 cân và xác định nó là giới tính cái rồi. Và trong năm 2022 thì chúng tôi tiếp tục cái quá trình bẫy bắt đó. Tuy nhiên đợt vừa rồi ấy, chúng tôi đã bẫy bắt không thành công và chưa được thêm một cá thể nào cả. Tuy nhiên trong quá trình bẫy bắt thì chúng tôi thử nghiệm rất nhiều những cái phương pháp mới, ví dụ như là máy tầm ngư và máy bay không người lái ở trên để có thể chụp ảnh xuyên dưới nước xem là có xác định được những cá thể, và cũng chụp được khá nhiều những cái bức ảnh ở khoảng cách khá là gần, quan sát rất là gần những cái cá thể mà có kích thước lớn hơn rất nhiều so với cái cá thể mà chúng tôi bắt được vào năm 2020. Vâng, vậy là có thể nhận định được là ở trên Hồ Đồng Mô này không chỉ có một cá thể đúng không anh? Cái này thì rất là khó khi chúng ta làm về mặt khoa học ấy. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái cá thể có hình thái, nhưng mà cứ để chắc ăn thì vẫn chờ bẫy bắt thêm. Đằng nào mình cũng phải bắt lên để mình xác định giới tính thì mình mới có lập ra được những kế hoạch chi tiết hơn, giúp cho công tác bảo tồn. Nhiều người phỏng đoán nó, những cái con mới có kích thước trọng lượng to hơn đó là theo những ngư dân mà người ta đã từng bắt được rất nhiều lần ấy, thì những con có trọng lượng hơn 100 kg và kích thước lớn thì có thể là đực. Nhưng đó cũng chỉ là mình phỏng đoán thôi, chứ còn cứ để xác định chắc ăn thì mình cứ phải bắt lên và để mình xác định giới tính bằng một phương pháp khoa học hơn và phân tích gen giống như giống như cá thể mà năm 2020 chúng mình làm thôi. Vâng, vậy thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là cái cách thức mà mình triển khai để tìm kiếm các loài rùa này thì bình thường mình vẫn tiến hành như nào ạ? Thì cái đầu tiên đó là mình phải đi tất cả các nơi. Nói chung là để xác định được những cái cá thể rùa này thì các anh em cán bộ dự án ấy phải triển khai từ đi phỏng vấn. Đầu tiên là đi phỏng vấn. Cũng giống như lần đầu tiên các cựu tiền bối lên cái Hồ Đồng Mô này nghiên cứu thì mình cũng phải lang thang khắp tất cả các lưu vực sông, những cái hồ lớn ở khắp miền Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra đến tất cả các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến thượng nguồn các con sông như sông Chu, sông Mã, sông Đà, sông Hồng, sông Gâm ấy, mình đến hết tất cả những cái sông đó. Mình đi dọc tất cả những cái hồ lớn ở từng cái tỉnh một, mình đến nơi mình hỏi xem là đầu tiên đó là ở người dân ở đó đã có thông tin về cái loài rùa nào, nó có đặc điểm giống như thế hay không, nó có to lớn, nó trùng lặp, nó giống với cái loài rùa Hoàn Kiếm mà mình đang quan tâm hay không. Khi mà mình xác định được những cái khu vực mà người ta nói rằng có trong thời gian gần đây họ nhìn thấy thì mình tiếp tục sử dụng những cái phương pháp như để xác định cụ thể nó, dụ như là ngồi cử cán bộ mình đến đó quan sát này, kết hợp với phương pháp thu thập mà phân tích mẫu gen môi trường này, tức là mình lọc nước hồ ở khu vực hồ đó để xác định xem là trong những cái hồ đó có cái vật chất di truyền của cái loài rùa Hoàn Kiếm hay không, thì từ đó khẳng định. Việc công bố kết quả xét nghiệm gen xác nhận rùa Hồ Đồng Mô thuộc loài rùa Hoàn Kiếm vào năm 2020 thì có giá trị khoa học và ý nghĩa như thế nào đối với công tác bảo tồn rùa? Thì một lần nữa, đầu tiên đó là phải khẳng định rằng là trước năm 2020 cũng như từ năm 2008 ấy, thì ở Việt Nam có một số nhóm nghiên cứu khoa học về bảo tồn rùa Hoàn Kiếm và họ cho rằng là những cái cá thể mà ở Hồ Đồng Mô này là những cá thể không cùng loài với rùa Hoàn Kiếm theo những cái quan điểm về mặt hình thái của họ. Tuy nhiên năm 2008 mình đã thu thập mẫu vật và phân tích gen rồi, và đến năm 2020 một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng là khi mà phân tích cái mẫu giải trình tự gen của cái cá thể bắt được vào tháng 10 năm 2020 đó thì một lần nữa khẳng định rằng là những cái cá thể rùa sống ở trên Hồ Đồng Mô này là cùng loài với rùa Hoàn Kiếm. Và nó mang lại một ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất là khẳng định rằng là nó cùng loài với rùa Hoàn Kiếm, một loài rùa mà rất là vô cùng quý hiếm. Hiện tại chỉ còn 3 cá thể trên toàn thế giới. Và đặc biệt cái cá thể mà chúng tôi hiện tại đã xác định được giới tính lần gần đây nhất ấy. Giới tính đó là cá thể đực ở bên vườn thú Tô Châu của Trung Quốc. Thì khi mà chúng tôi xác định được rằng là cá thể mà chúng ta đang có là cá thể rùa cái ấy, thì mở ra một cái niềm hy vọng rất lớn cho cái công tác bảo tồn của loài rùa này. Giả sử như nếu như mà cá thể đây mà cũng phát hiện là cá thể đực thì gần như là rất là tuyệt vọng, đúng không ạ? Và chúng ta phát hiện ra một cá thể rùa cái thì mở ra một cái tia hy vọng mới cho công tác bảo tồn cái loài rùa này. Ít nhất là các nhà khoa học trên toàn giới đã có cá thể đực và cá thể cái, tạo cái cơ hội để ghép đôi sinh sản. Mà nếu như những cá thể còn lại mà chúng tôi phát hiện được nữa ở Việt Nam, rằng ví dụ như là cá thể ở Hồ Xuân Khanh mà xác định được giới tính nữa, hoặc là những cá thể mà khác mà ở trên hồ này mà chúng tôi đã quan sát được, đã quay phim chụp ảnh được có cái kích thước khác với cái cá thể mà mình bắt được năm 2020 đó, mà cùng loài rùa hoàn kiếm lại là giới tính đực nữa, thì là một điều tuyệt vời hơn rất nhiều. Dạ vâng, vậy thì anh có thể chia sẻ là những kế hoạch của tổ chức mình trong thời gian tới trong cái việc tìm kiếm cũng như là bảo tồn rùa ở Hồ Đồng Mô nói riêng cũng như là trên đất nước Việt Nam nói chung, đúng không ạ? Và cái kế hoạch dài hơi nhất đó là phải phối hợp với tất cả các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các tỉnh như thành phố Hà Nội chẳng hạn, phối hợp với lại các tổ chức phi chính phủ khác như WCS này để mình xây dựng, để mình xác định xem là những cái ở đơn giản nhất như tại Hồ Đồng Mô này, mình phát hiện ra những cái cá thể có đặc điểm hình thái giống như thế và mình phải bắt nó lên để mình khẳng định, mình phân tích gen để khẳng định xem là nó là đực hay là cái, nó chính xác là loài rùa hay những cái con mà mình chụp ảnh được đó, nó có phải là cùng loài rùa hoàn kiếm hay không, và gắn những cái thiết bị định vị vào để sau này phục vụ. Ví dụ như mình thành lập được cái khu bảo tồn loài rùa hoàn kiếm như Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đó, là khu bảo tồn loài và sinh cảnh rùa hoàn kiếm tại Hồ Đồng Mô này, thì mình thành lập rồi thì mình sẽ ghép đôi sinh sản ra sao ở đâu đó. Và cái chiến lược mục tiêu tối thượng đó là xác định xem là bao nhiêu cá thể nữa, ở đây có bao nhiêu cá thể ở những cái hồ khác mà chúng tôi đang nghi ngờ ấy còn có hay không, để mình ghép đôi sinh sản và tạo ra cái thế hệ nhiều, cái thế hệ F1, F2 của những cái cá thể mình đã phát hiện được. Anh có thể chia sẻ thêm là chúng ta cần phải triển khai thêm những giải pháp gì để khôi phục và phát triển quần thể rùa này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng của nó? Đầu tiên cứ phải xem là mình có bao nhiêu con đã, mình phải bắt được thật nhiều, mình phải xác định được những cái nơi khác mà mình đang nghi ngờ đó. Có càng nhiều cá thể càng tốt, vì giá trị cái nguồn gen để mình có cái cơ hội để mình ghép đôi sinh sản càng nhiều cá thể càng tốt mà. Sau đó mình đầu tiên phải thành lập được cái khu bảo tồn loài đây này, xây dựng được cái trung tâm cứu hộ riêng của cái loài này ở đây này, để mình ghép đôi sinh sản nó lại, mình ghép đôi thì mới có cơ hội để sinh sản đó. Hoặc là ở những nơi phát hiện như Hồ Đồng Mô này thì mình xác định xem rằng nó có cái hoạt động sinh sản hay không, bằng cách là mình tìm ổ trứng thì khó lắm, nhưng mà mình có thể là như mình đang triển khai đó là xét nghiệm phân tích gen tất cả những cái cá thể rùa mai mềm mà những người ngư dân người ta phát hiện, những người ta bắt được ở đây, để xem là biết đâu trong một số rất nhiều những cái con ba ba mà họ bắt được đó, biết đâu lại có những cái con rùa hoàn kiếm con thì sao, vì mình chưa cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa biết được cái hình thái của những cái cá thể rùa hoàn kiếm ở cái tuổi nhỏ nó như thế nào ấy, mà ở trên hồ này thì mình phát hiện được con cái rồi này, mình phát hiện được những cá thể khác nó giống như thế mà mình chưa khẳng định được nó là rùa hoàn kiếm, biết đâu nó có hoạt động sinh sản thì sao. Nếu mà phát hiện biết đâu một ngày may mắn nào đó mà xác định được rằng là ở hồ này có hoạt động sinh sản mà có tìm kiếm được cái con rùa mai mềm con mà phân tích gen mà lại là rùa hoàn kiếm nữa, thì thật là điều tuyệt vời. Ngoài những cán bộ chuyên trách như anh Nguyễn Tài Thắng, còn có rất nhiều cán bộ hiện trường cũng đang ngày đêm làm công việc theo dõi để ghi chép được những số liệu chính xác nhất liên quan đến loài rùa đặc biệt quý hiếm này. Như anh Nguyễn Văn Trọng, cán bộ hiện trường dự án bảo tồn rùa hoàn kiếm, người đã có 18 năm chuyên theo dõi rùa tại khu vực Hồ Đồng Mô cho biết, đây thực sự là một công việc vất vả, cần sự tập trung cao độ. Công việc của anh hàng ngày là sáng bắt đầu nổ thuyền đi quan sát các vị trí rùa hay nổi, và cái thời điểm mà như bây giờ nước mình mồng đầy như này là già hồ là không có một mống người, từ sáng đến tối trong vòng 6 tháng nước đây là không có ai, người ta đi dân người ta đánh tôm đánh cá gì cả, nói mà để mà duy trì mà không yêu nghề là không làm được đấy, phải nói thẳng đấy, bởi vì là già một mình nó buồn bã chán nản, nhưng mà được cái là tôi tâm huyết yêu nghề thì tôi mới làm được đến mười mấy năm này. Ngày nào tôi cũng mời thuyền đi ra một mình từ sáng đến tối, thâu trưa quan sát cả trưa luôn đấy, hôm thì ở giữa hồ, hôm thì vào những các bới cây, bởi vì lắng quá thì phải vào đây chú, chứ nếu mà lênh đênh ngoài thuyền mà lắng thì không chống được. Nói chung là lúc ban đầu ra là anh em chúng tôi là phải phát hiện các phương hướng, các vật nổi ở trên mặt nước, thì chúng tôi đã định vị được những cái ý rồi bắt đầu chúng tôi quan sát mà thì cần thấy rùa nổi phát ra, bọn tôi đã xác định là chính xác 100% là rùa đã nổi, bọn tôi chớp nhoáng bọn tôi chụp ảnh. Lúc nào máy ảnh cũng sẵn sàng ở tay rồi, cần đưa lên, nhìn thấy rùa nổi là bọn tôi chụp luôn. Vâng, thưa quý vị, bằng tình yêu và trách nhiệm với công việc thì anh Thắng và những người cộng sự của mình vẫn đang ngày đêm nỗ lực để có thể tìm kiếm cũng như bảo tồn loài rùa quý hiếm này. Và hy vọng một ngày không xa thì cơ hội có thể bảo tồn và tái đàn loài rùa này sẽ đến. Và bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.